Đã xong việc. Gì đây? Là Freddy đó sao? Ô không, hắn ở gần lắm rồi. Lẹ lên nào, đóng cửa ngay lập tức. Phew, suýt thì không làm kịp. Đừng lại đây mà. Muộn rồi cưng. Tóm được rồi. Làm ơn đừng. Thả tôi ra coi. Giờ cưng đừng hòng trốn thoát nha. Sao cưng? Thả tôi ra. Gì nhanh thế? Mơ đi nha. Có luật lệ hết đó. Luật gì đây? À ha, hiểu rồi nha. Vậy là chỉ thoát được khi hóa trang thành Chica thôi. Ồ đúng, bé ngoan xinh yêu của ta. Anh ngóng trong ngày này được gặp em. Tình yêu ơi, nàng thật hoàn hảo. Yeah, gu lạ quá đấy. Ồ, hình như có người. Ra đây đi. Quả trứng sao? Chào thế giới nha. Wow, là chú gà của Chica. Cẩn thận cưng ơi. Bắt được rồi. Wow, nhóc đẻ được nhiều thế. Khó tin thật sự. Wow, cảm ơn cưng. Chắc chắn mình sẽ thoát khỏi đây. Tuyệt. Phải để chỗ nào dễ nhìn mới được. Hả? Có tiếng gì thế nhỉ? Pokemon à, mày làm gì ở đây? Dơ quá vậy. Không biết bên trong là ai nhỉ? Xem thử nào. Chica. À, đừng lại gần mình. Oh wow, sạc điện à. Đúng lúc đang cần luôn đấy. Wow, tận dụng lại kiểu đồ nào. Triển liền thôi. Nhìn cũng ra gì và này nọ phết. Nhỉ, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Wow, ngầu nha. Cậu chàng làm gì á ta? Ồ, Chica, cùng ăn bữa tối lãng mạn nha. Có gì không đúng sao? Xin lỗi em yêu, anh biết em chỉ ăn đồ ăn lành mạnh mà. Cứ để cho anh lo, chuẩn nhà hàng đấy. Ăn ngon miệng nha. Ồ, nàng hẳn là thích lắm. Mà cứ chắc ăn mọi việc trước đã. À, mát quá đi. Làm thật luôn đấy à. Xin lỗi đã làm phiền nha. Hả? Tuyệt vời, thời cơ của mình tới rồi. Mong là nó dùng được. Chuẩn bị nào. Bên trong có gì đây nhỉ? Không ngờ Freddy chăm nom cho ngoại hình ghê đó nha. Giờ đến phiên mình trang điểm. Đầu tiên, thoa đều phấn mắt. Hồng kết hợp với vàng là tuyệt. Thế là xong nè. Wow, tươi sáng liền. Giờ đến phiên kẻ mắt nha. Tuyệt. Rồi đến mascara dài mi nữa. Và tất nhiên, cặp mỏ nè. Thêm vài đường nữa. Thế là xong. Giờ ta là bá chủ nơi đây. Đừng hòng ai bắt ta làm gì nha. Ồ, trọng lực ngu ngốc này. Gì thế này? Thả ta ra. Chính mi bày trò hả? Ồ, trang điểm đẹp đấy. Chờ chút đã. Cảm ơn anh bạn. Đồ trang điểm của ta mà. Đồ khốn. Trả lại đây coi. Đừng hòng đụng vào nữa. Ừ. Ồ, tấm mạng. Cũng đang cần đây. Đến lúc múa kéo rồi. Đỉnh luôn. Chiếc áo ngắn được nha. Thiếu khăn yếm. Chắc vậy cũng được nè. Quá xuất sắc luôn. Có vẻ kế hoạch tiến triển thuận lợi ha. Chica của anh. Em lấy anh nha. Ồ, ngọt ngào quá đi. Nó đâu rồi? Hình như mình quên mất rồi.
chờ xíu tình yêu ơi, anh quay lại liền. Ồ, Freddy đi rồi à. Nè Bồ Tèo, cần giúp gì à? Lại giúp mình tấm van với nha. Được chứ. Ha, dễ như ăn bánh. Đến liền đây. Cậu giúp được nhiều lắm luôn, cảm ơn nha. Không có chi, phải sử dụng thành gì được nhỉ? Biết rồi. Vài mũi khâu là xong. Hoàn thành. Chiếc váy đã hoàn tất. Tuyệt. Nhiệm vụ khác lại xong rồi đây. Đúng món mình thiếu luôn. Ồ, Freddy à. Tình yêu ơi, bó hoa nè. Ồ không, khăn von của em đâu. Là mi làm chứ gì. Ủa, không phải vậy đâu mà. Đừng có xạo xạo. Đủ rồi đấy. Cô hết cơ hội rồi. Làm ơn trả lại đi, đi mà. Mơ đi, đừng có ăn trộm nữa. Hiểu chưa? Đừng có mơ lấy lại tự do nha. Chả thành công đâu đấy. Nhớ chưa? Chào nha. Thật bất công mà. Phải thoát khỏi đây thôi. Cố lên Bồ Tèo, mình tới liền nè. Ồ, gặp rắc rối thật rồi. Chica, cậu giúp mình sao? Tất nhiên. Nhìn nè, cảm ơn cậu nha. Giờ chỉ cần biết mật khẩu thôi. Không được sao? Hắn có thể để mật khẩu gì nhỉ? Chắc số 1 hết ha. Không tin được. Cứ thế này không xong mất thôi. Ồ, biết cách rồi nè. Các bạn ơi, giúp cho mình với. Hãy thích video này, giúp mình tự cứu bản thân với nha. Thiếu mọi người mình biết làm gì đây. Xin các bạn đấy. Chỉ cần lượt thích mà thôi. Woohoo, cảm ơn nhiều nha. Cứ tưởng sẽ bị kẹt ở đây mãi cơ. Tuyệt vời. Tháo khóa nào. Ồ, được rồi kìa. Thoải mái rồi. Tiếp tục trang điểm thôi nào. Wow, trong này có gì thế nhỉ? Phải nghĩ qua xem nào. Để coi. Wow, ra ngoài được rồi nè. Ồ, gì thế này? Trông khá giống Freddy. Không ai trốn thoát được đâu. Đúng thứ mình cần rồi. Nên làm gì đây nhỉ? Biết rồi, mong là thành công. Thử liền thôi nào. Sẵn sàng nè. Còn chỗ nào hợp hơn ở đây nữa? Gắn lên thôi nào. Bẫy hoàn tất. Đợi Freddy đi thôi. Trốn ở đâu nhỉ? Ồ, chắc không biết mình ở đây đâu ha. Sao tới lâu quá vậy nè? Chả nghe tiếng gì cả. Sao mà nôn nao ghê. Ồ không, sao lại quên bén mất. À, đừng mà. À, ướt hết trơn rồi. Ồ, kiểu tóc mới à. Lại là cô, sao trốn hoài vậy hả? Chả trốn được đâu nha. Quay lại ngục đi chim nhỏ. Đừng mơ ta thả mi đi dễ như vậy nha. Bớt chọc ta nổi xung đi. Ở yên đây. Sao xui quá vậy trời. Wow, sao giống chị ca quá vậy. Thắt bím tóc nữa thôi. Quá tiện lợi luôn. Wow, trông được đó nha. Ngầu luôn nè. Giờ đến bên kia. Làm theo cách này ổn áp hơn nhiều đấy. À, tuyệt vời. Giờ tự nhiên thấy mê quá đi. Gắn thêm lông vũ nữa nha. À, dễ thương quá à. Sắp được tự do rồi. Tuyệt vời. À, vui quá đi. Ồ, chú nhện à. Đáng yêu nha. Ồ, biến khỏi người của ta coi. Xin mì đấy. Nhanh lên, lấy nó ra giùm cái coi. Bình tĩnh, cứ giao cho mình. Không phải rồi. Cứ để mình giữ cho. Đâu rồi nhỉ? Bé nhện ơi. Tránh xa ta ra. Ta ghét nhện. Không, bé có làm gì sai trái đâu mà. Được rồi, đồ vô lại. Chắc sẽ dùng được đây mà. Đặt dây dọc theo sợi băng. Thêm lông vũ. Chiếc nữa nha. Giờ thì để yên mọi thứ. Ổn đấy. Trang trí thêm với bánh răng. Cũng ổn đó nha. Giờ đến móc cài nè. Bạn thích vòng choker chứ nhỉ? Đeo lên nào. Wow, siêu đẹp nha. Giờ đến lúc tìm đôi tất rồi. Nhưng ở đâu nhỉ? Tình yêu ơi, có quà tặng cho em đây. Tự nhiên đi nha. Đồ tươi nhất đó, ăn đi. Mình có ý này. À, nhận nè.
Trúng đích luôn. Mình biết dùng nó để làm gì rồi đây nè. Ngầu nha. Cất chân à, sẵn sàng biến hình chưa? Thêm kim tuyến lấp lánh hơn nè. Nữa đi nào. Ủa, giờ trộn đều lên. Quá đỉnh. Trông ổn hơn mình nghĩ nhiều. Màu sáng nha, đáng yêu ghê. Cũng hợp với mình nữa. Cả Chica nữa. Nhìn ấn tượng đó chứ. Hắn làm gì thế nhỉ? Ồ, cưng ở một mình nè, người đẹp. Không như em nghĩ đâu. Phải, nàng hơi ghen tuông xíu. Chà, giờ chỉ hai đứa mình thôi. Có vẻ như cậu chàng bị chập mạch gì rồi. Ồ, anh quay lại ngay. Ngộ nha. Phải thoát khỏi chỗ này thôi. Xem ta nè, song sắt. Ồ, lông vũ à. Sơn màu nào. Đẹp nha. Trộn lên nè. Trông xinh đó chứ. Bao tay đẹp nha. Wow. Đồ của Chica xong luôn rồi. Woohoo. Giờ hai đứa như song sinh luôn đấy. Chào bồ tèo. Chỉ còn linh kiện thôi. Còn cuộc hẹn tiếp theo thì sao? Ồ, thần điện ơi. Đẹp quá đi. Trông em thế nào? Phết đi. Cưng, ngoan xin yêu ơi. Ra ngoài nhanh đi nào. Cảm ơn anh. Anh đợi gặp em lâu lắm rồi đó. Chờ đã. Nếu em đeo này sẽ tốt hơn đó nha. Thử đi. Ồ, nhưng sao vậy? Em không muốn đám lính bắt được đâu. Nhất là họ đấy. Được rồi, đi thôi, nhanh nào. Rõ ràng rồi. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Ai vậy? Chào mọi người, em là người mới. Em làm tụi anh hết hồn à. Cái gì vậy? Đây đâu phải là câu lạc bộ nghệ thuật. Đây là chỗ làm nghiêm túc mà. Đúng vậy. Mấy bức vẽ của em. Tại sao chứ? Em đến làm việc hay để khóc hả? Này. Né ra. Chạy thôi. Em không chạy đi à. Ồ, vẽ đẹp quá đi. Chị cũng muốn có gia đình hạnh phúc. Và giờ em là một phần trong đó. Tuyệt vời. Cảm ơn Freddy. Đừng cảm ơn nữa. Chị sẽ giới thiệu em với Chica nhé. Bãi chiến trường này là gì vậy? Bộ họ không ghét cuộc sống thế này sao? Mình sẽ lấy đi hết. Ồ, nhiều bấy thế. Mình đã nghĩ đến việc thay đổi diện mạo lâu nay rồi. Ồ, Chica, em đã đẹp rồi. Với anh, em mặc cái nào cũng đẹp cả. Anh là người mến em nhất trần đời. Anh thật sự muốn gặp em lắm. Tình yêu của anh. Ủa, cô ấy đi đâu rồi? Không. Ủa à. Ủa. Tôi đây nè. Chica, anh có thể xin chữ ký của em được không? Chuyện vớ vẩn gì vậy? Lông của em. Anh sẽ nhét hết chúng vào gối. Cái gì? Thật ngu ngốc. Anh lấy bức ảnh này ở đâu ra thế? Điên rồ quá đi. Anh hâm mộ em lắm mà. Ồ, nó từ đâu ra vậy? Đây là phòng của mình mà. Có thể là ai chứ? Ủa, mình kìa. Đúng là cơn ác mộng. Kẻ xâm phạm đang quanh quẩn đâu đây? Nhưng họ ở đâu nhỉ? Chuyện gì vậy? Freddy đang ở đây à? Ta-da. À, làm ơn đừng. Thôi nào, đóng lại đi. Dừng lại. Các cậu ơi, giúp mình với. Hãy like video này. Và rồi mình sẽ có đủ sức mạnh để mở cửa. Mình rất cần sự giúp đỡ của các cậu đó. Thử đi nào. Cố gắng thêm chút nữa nha. Yeah, cửa mở rồi nè. Này, chuẩn bị đi. Tôi đang đến với anh đây. Hình như Freddy đi rồi. Cuối cùng. Yeah, cuối cùng tụi mình cũng ở bên nhau. Tình yêu của mình. Anh nóng lòng chờ đợi tụi mình khiêu vũ cùng nhau lắm. Em là thiên nga màu vàng của anh. Chica, em là ánh sáng của đời anh.
anh đang làm gì ở đây vậy? Hãy ăn thịt anh ta đi. Ồ, nhảy cùng anh đi. Làm ơn mà. Em không thể từ chối anh được. Dành cho nhau những rung động đi nào. Ồ, anh thật ngọt ngào. Em sẽ cho anh thấy khuôn mặt của em. À! Lần nào cũng vậy cả. Nhưng mình quen rồi. Ồ, có tiệc nè. Quẩy lên nào. Đây có phải là báo động hay không? Không, là tiệc đó. Nhập hội cùng mình đi. Hái chà, sao lại không? Tốt hơn rồi đó anh bạn. Hết ga hết số đi nào. Lý do là gì? Không biết, nhưng có lý do để đi mua thêm cola đó nha. Đi đi nào. Được thôi. Chào mọi người. Các cậu thấy buổi tiệc như thế nào nè? Lai mạnh lên nào. Ồ, cậu về rồi hả? Tuyệt. Đợi một chút. Ai ở phía sau vậy? Không, đừng như vậy chứ. Bất ngờ chưa nè? À, cứu với. Này, vội quá vậy. Tôi về rồi đây. Hớt ghi. Không. Tàn tiệc rồi hả? Ồ không, Freddy kìa. Không thể nào được. Freddy đang đến rồi. Cho tôi một phút thôi. Anh sẽ thích cho mà xem. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hãy thêm một số hiệu ứng đặc biệt nào. Tốt hơn rồi. Anh có thích bản nhạc của tôi không? Baby ơi, tới lúc rồi nè. Cảm ơn vì đã chờ đợi nha. Chuyện gì vậy? Sợ quá. Hiểu rồi. Thông minh quá ta. Em làm tốt đó. Tiếp tục lột xác thôi nào. Ồ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bữa tiệc thật tuyệt vời. Ồ, yeah. Được rồi, đến lúc thư giãn rồi. Đôi giày dễ thương quá. Đúng thứ mình cần luôn. Tuyệt vời. Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu đi chân đất đâu mà. Lần sau cậu sẽ chừa, không ngủ ở nơi làm việc nữa. Cậu có thích đôi giày mới của mình không nè? Này dậy đi. Ai vậy? Giúp với. Chuyện gì vậy? Xong. Ồ, chị về rồi. Xem chị có gì cho em đây. Mang thử đi. Cảm ơn. Tụi mình đã hoàn thành thêm một điểm nữa. Ai thế kia? Chào mọi người. Cậu cần giúp đỡ hả? Nó không mắc đâu, chỉ bằng một bữa trưa thôi. Ồ, lời đề nghị hay đấy. Mình có cách rồi. Nhìn nè, mình đã có món này để đưa cho cậu rồi. Duyệt, mình đã sẵn sàng. Vậy tập tỏ ra đáng sợ đi. Ý là sao vậy? Cậu muốn ăn bánh mì kẹp thịt không? Hợp tác đi. Hiểu rồi. U không, đáng sợ quá à. Muốn thòng tim luôn. Chị thấy chưa? Thông minh quá. Làm tốt lắm. Này, đừng làm lố quá chứ. Cậu có ổn không vậy? Hình như cậu ấy không đùa đâu. Thôi nào, dậy đi. Này. Mình có cách rồi. Chắc là đói xỉu thôi. Mùi thơm quá đi. Ngon quá. Cậu làm mình lo đó. Cảm ơn nha. Ngon lắm luôn. Thiêu, mọi thứ đều ổn rồi. Chắc là không có ai ở đây cả. Mình cần phải mở to mắt ra. Mùi đáng ngờ lắm nha. Kẻ xâm phạm đây rồi. Mình có thể ngửi thấy họ. Ai muốn uống mật ong nào? Ồ, gì thế nhỉ? Ngon vậy. Là gà thật à? Giờ ăn đến rồi. Muốn ăn gì không? Đây không phải là gà. Lắc lên đi. Cậu sẽ biết thôi. Được rồi. Ồ không, là ong. Cứu với. Cầm lấy đi nè. Ồ, cảm ơn vì món quà. Chúc may mắn. Baby ơi, mình có cái này tặng cho cậu nè. Găng tay đó. Wow, mình đang cần nó.
Còn đây là mặt nạ, em sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi, triển thôi. Đừng lo nha, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ kết nối dây, rồi em sẽ trở thành một trong đám tụi chị. Em thấy bất ổn rồi. Kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Cập nhật nhiệm vụ, tìm người bảo vệ. Gì vậy? Ô không, là Freddy. Mất tiêu rồi. Chơi cùng đi. Giúp với. Tuyệt vời, coi chừng nha bảo vệ. Phew, Freddy cuối cùng cũng đi rồi. Họ không hay biết chúng ta đang ở đây luôn. Cẩn thận đó, là chỗ này. Cậu ấy đây rồi. Mình sẽ gọi lại sau nha. Tiếng gì vậy? Michael, là em sao? Ai đó? Trúng ngay mắt luôn. Yên lặng đi, không thì họ phát hiện đó. Cậu dùng cái này đi, thử lên nè. Nó có công dụng gì đâu. Thôi đi. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Nè, tránh ra. Wow, mắt kính xịn đó nha. Ta là tướng cướp đi. An toàn rồi, chỗ này cũng vậy. Đến hành lang. Không. Hả? Mấy cô, đến đây đi. Freddy sẽ không để chúng ta yên đâu. Gabby, xoay người lại. Cậu ấy đang phá hết camera kìa. Tình hình không ổn rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải chuẩn bị cho tối hôm nay. Phải rồi, chúng ta đặt camera còn sót lại lên đi. Đừng có nhìn anh chứ. Chân anh còn đang bị thương mà. Tim anh cũng đau nữa. Đồ thỏ đế. Thôi được, để em đi làm. Đau quá đi. Bớt giả vờ đi, đồ gian dối. Thành công rồi. Đúng là đồng đội trong mơ của mình mà. Sao nữa đây? Mình phải leo cao đến vậy hả? Không với tới đâu. Có nhảy cũng không tới. Cảm ơn nha. Giờ em làm nhanh được rồi. Sao Gabby lại sợ vậy chứ? Đây, có thấy em không? Nè Gabby. Hay quá. Dễ hơn mình tưởng nhiều đó. Hả? Freddy, cậu có ở đó không? Bỏ ra. Chuyện gì vậy? Michael, nhanh chạy đi. Nhanh lên, Freddy đang ở gần lắm. Bỏ mình ra. Em ấy không nghe được sao? Michael, chạy đi. Mình không dám nhìn nữa. Tụi mình vô vọng rồi. Sáng rồi, đúng lúc lắm. Mình không còn phải trực nữa. Phew. Ngày thứ hai đã trôi qua. Không còn nhiều ngày nữa. Hay lắm. Cậu muốn gì ở mình đây? Cậu sẵn sàng chưa, Chica? Chúng ta bắt đầu thôi. Hả? Có bao nhiêu cái túi đây? Tất cả luôn đó. Thì ra đây là lý do mình mất túi suốt hả? Ok, đủ rồi. Nè, thả mình ra. Không ai nghe thấy cậu la đâu. Có cố la cỡ nào cũng vậy thôi. Cậu biết người bảo vệ trước đã bị gì đúng không? Cậu cũng sẽ bị chung số phận thôi. Có lời cuối nào muốn nói hay không? Lại một người nữa. Mình không bỏ cuộc đâu. Đau quá đi. Cậu sai lầm rồi nha bạn Hiền. Cậu bị bệnh dại gà sao? Cậu tiêu rồi nha. Thôi đi. Hả? Sáng rồi. Wow, mình đúng là vua sinh tồn mà. Nhanh té khỏi chỗ này thôi. Nè Gabby, cậu có ở đó không? Tội nghiệp. Mình sẽ không để yên như vậy. Phải kiểm tra hết số camera. Hôm nay có vẻ yên lặng quá. Đổi qua. Sao lại vậy chứ? Họ đã trở lại lợi hại hơn xưa rồi. Mình chịu đủ rồi. Kết thúc thôi. Chúc ngủ ngon các bảo vệ. Chiều trước sao? Mình thích Barbie lắm. Cậu ấy là nhất mà. Chúng ta có gì đây? Họ có chiếu phim không vậy? Mình là fan số 1 đó. Nè, là cưng đó. Không thoát được đâu. Đừng mà. Chờ chút nha. Chào, cậu sao rồi? Hả? Sao cậu ta dám? Mình, đừng có làm phiền. Mình đang gọi điện mà. Hẹn hò sao? Wow, hay đó nha. Cậu ấy tặng nhẫn luôn rồi. Không được, quá lắm rồi. Mình đứng đây chờ cả buổi rồi đó. Tranh thủ nói lời từ biệt đi. Mình cũng yêu cậu. Tránh xa mình ra.
Nóng quá đi. Chưa. Nè, đừng bỏ mình lại mà. Vậy là tia hy vọng bị dập tắt rồi. Dừng lại, đừng cử động. Cả hai đều ở đây à. Chơi kỳ quá đi. Các bạn giúp mình đi. Like của bạn sẽ nạp năng lượng pin đó. Nhanh lên nha. Tránh xa mình ra, đồ quái vật. Xê nó ra. Nóng quá đi. Cậu ấy làm bằng cách nào vậy? Lông của mình. Cảm ơn nha. Các bạn cứu mình rồi. Đêm nay dài quá, nhưng cũng sống sót rồi. Quá tuyệt vời. Nửa đêm đã xong xuôi. Mình có thể thư giãn rồi. Ai đó? Bảo vệ sao? Chắc cậu ấy sẽ giúp cho mình. Phải gọi cho cậu ấy thôi. Chào Huggy, mình cần bảo vệ. Tim mình suýt dừng đập rồi. Cậu sẽ bảo vệ cho mình nè. Đây là Freddy. Mình đã đi săn cậu ấy lâu lắm rồi đó. Wow, kinh khủng quá đi. Mình sẽ cho cậu ấy đo ván trong 2 giây. Nè, Huggy, xoay người lại. Hả? Cậu đây sao? Đừng sợ Gabby. Đồ thảm hại. Cậu định làm gì đây? Mình chỉ cần người đấu tập thôi. Vậy mà cũng gọi là đánh sao? Tay mình, nó gãy rồi. Đừng có la nữa. Đầu sắp nổ rồi. Nhưng không phải là của mình. 3 điểm nha. Cậu đúng là quái vật mà. Làm ơn, đừng đánh mình. Muộn rồi Gabby. Đánh ra. Dừng lại đi. Hết gì? Mình xin lỗi. Hay da, cậu làm gì vậy? Mình không thấy gì cả. Mặt của mình. Đến lúc rời khỏi đây rồi. Nhỏ tiếng thôi. Gabby đâu rồi ta? Vòng 3 rồi đó. Chờ một chút. Đó là... cậu đến đúng giờ đó. Chica bắt mồi đây. Không. Đừng sợ, mình sẽ làm nhanh gọn thôi. Đừng mà, đừng chạy nữa. Chiến đấu đi. Ngay khớp gối. Chiêu độc quyền của mình đó. Bây giờ cậu đang cần hơn đó nha. Cảm ơn. Nè, chúc may mắn, tạm biệt. Họ lại lừa mình nữa rồi. Thử lọ thuốc làm đẹp này thôi. Nè, cậu đang làm gì đó? Bữa trưa sao? Mình sẽ tham gia. Gà. Đồ quái vật. Điên quá đi. Mình sẽ không tha thứ cho cậu. Hả? Mình quên cậu cũng là gà. Tránh ra, không thì cậu sẽ lên đĩa đó. Nè, bình tĩnh đi. Đừng kêu mình làm gì cả. Không mình gọi KFC đó nghe chưa. Đồ đáng ghét. Cậu làm mất hết ngon rồi. Không, là Freddy sao? Nè, chào Gabby. Anh đi đâu mất đó? Michael, anh mừng quá đi. Em biến mất cả đêm quá đó nha. Trời lại sáng rồi. Chúng ta đã qua thêm một ngày nữa. Đến lượt em đó. Cảm ơn vì đã tin tưởng em nha. Chúng ta chỉ còn một đêm nữa thôi sao? Nè Freddy, mình không chịu nổi nữa. Đừng có làm phiền mình mà. Mình cũng đuối lắm rồi. Phải nghỉ ngơi thôi. Hả? Nghỉ ngơi cái gì chứ? Chúng ta phải chuẩn bị cho đêm cuối. Cậu không muốn thất bại đúng không? Mấy tên bảo vệ này nghĩ họ là ai chứ? Với sự nâng cấp này thì họ không làm gì được nữa đâu. Bước ra đi Chica. Đi bắt họ thôi. Hay lắm. Đi thôi. Yên ắng ha. Ngoài hành lang có gì đó. Hình như họ bỏ cuộc rồi. Chào. Dậy đi Gabby, đừng có mất cảnh giác mà. Họ có thể đến bất cứ lúc nào đó. Dậy đi, mình lại có một mình rồi. Mình có ý này, cà phê sẽ giúp cho mình. Nào, nhai đi. Ba la. Dậy đi nè, dậy nhanh đi chứ. Mẹ cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi. Họ đến rồi kìa. Mình đây nè. Đừng mà, họ sẽ ăn chúng ta đó. Quá muộn rồi mấy đứa. Dậy đi mà, chúng ta phải cứu bản thân thôi. Đây là đêm cuối của hai người. Vĩnh biệt cuộc đời đi. Quên cái đèn pin đi. Michael, có chuyện gì hả con? Ba. Freddy kìa. Thomas, con nói gì lạ vậy? Trông ba giống gấu bự lắm hả? Đúng là nhìn đâu có giống gấu bự đâu nhỉ. Con nói thật mà. Con đi với ba nha. Đi nào. Không thoát được đâu Michael. Để rồi xem Freddy. Chỗ ba làm nè.
Wow, thích quá à. Con thích chỗ này, đã ghê. Ừ, ba còn một cái đèn pin nữa nè. Chúng quyền năng lắm đó nha. Còn laser nữa đây. Đèn pin bỏ túi nữa. Gì vậy? Ba nghĩ nó là vũ khí à? Nhìn đây, mắt mình. Ồ, cái này thú vị nè. Hình như là Freddy. Bạn ấy đang tới đây. Ba ơi, nhanh lên đi. Nhìn màn hình nè. Bạn ấy làm gì vậy? Chào nha. Thấy ghê quá à. Thà là vậy đi. Làm sao bây giờ? Phải trốn đi mới được. Mình đến rồi đây. Đừng mà, mình sợ. Lại gặp nhau rồi. Đúng rồi, đèn pin. Xem đây. Mắt mình. Lại nữa. Cảm ơn nhiều nha. Bạn đi với mình nào. Ba ơi. Đừng hét nữa, không là tệ hơn đấy. Ai đánh mình thế? Michael, ba đến ngay đây. Chính là bạn. Thế à? Con trai của mình đâu? Ai mà biết. Nó không có ở cùng với mình. Xin lỗi. Ba ơi, con đây. Bạn nghe gì không? Có tiếng gõ thì phải. Hình như ở đây. Hắn sắp phát hiện ra rồi. Phải đánh lạc hướng thôi. Thấy mình chơi muỗng hay không nè? Cái gì? Giai điệu bắt tay đó nha. Mình thích. Tiếp đi. Bạn nhảy cừu đấy. Cảm ơn. Biết mà. Muộn giờ làm rồi. Coi chừng mình đó nha. Ok, đi làm thôi nào. Cái gì trên camera vậy? Lại là Freddy à? Chỗ này quen thế nào ấy? Khoan đã, là đường vào đây mà. Đóng cửa lại, nhanh lên. Tới phía tây nào. Thôi nào, nó không đóng. Sao lại là lúc này? Sao lại không hoạt động vậy? Sao sửa lại được đây? Thì ra đây là lý do của kẹt. Chân mình. Đau quá đi. Gabriel, bạn tiêu đời rồi. Lại đây, lấy đá chườm lên đi. Hả? Cảm ơn. Phew, thích thật đó nha. Cú tinh của mình. Đập tay nào. Vậy mới là đàn ông chứ. Đâu mất tiêu rồi. Phew, shit thì tôi. Đồ thua cuộc. Tạm biệt. Bạn đây rồi. Kẹt rồi nha. Trúng mũi nữa rồi. Mũi nhạy cảm lắm. Bàn tay tội nghiệp. Nhưng mà cũng đáng. Gì vậy? Khát, gặp em anh vui quá đi. Khát, em ốm à? Có chuyện gì thế này? Ước gì mình có nghề kiểu này. Chỉ cần ngồi nhìn màn hình. Hắn tưởng đó là khát thật kìa. Ngốc thế là cùng. Mau khỏe nha em. Mình không có thời gian. Mình phải đi tìm Michael. Hắn giấu thằng bé ở đâu rồi ta? Freddy là kẻ thù mà mình ghét nhất. Để mình bắt được xem. Michael, là con hả? Cái gì đổ xuống vậy? Machi, đầu của mình. Nhưng chương trình chỉ mới bắt đầu thôi. Ở đó chắc chắn lắm nhỉ? Gió ở đâu ra thế này? Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Thấy thế nào hả? Mưa nhện nè. Gì vậy? Nhện hả trời? Thôi đi. Vui quá đi. Đến món đặc biệt rồi nè. Xem đây. Chica. Không, hy vọng không bị bắt. Có tấm lưới này. Làm sao tháo ra đây? Không thể tin nổi. Nó chuồn rồi. Freddy đây rồi. Gabriel, phải dạy bạn một bài học thôi. Lo phòng thủ đi. Chuẩn bị thua đi. Phong cách cuồng phong. Vô ích thôi. Không. Đã bảo rồi mà. Hi-ya. Đi đâu mất rồi? Đừng có chạy nữa. Đánh đấm chán quá vậy. Giải quyết như đàn ông đi. Xuống. Xéo. Xéo. Học lại tổ hợp đi. Móc nè. Knock out. Bạn thắng rồi. Lấy đi. Tuyệt. Cuối cùng. Đồ thua cuộc. Bạn nghĩ thế thật à?
Này, đừng buồn mà, để mình giúp. Không ai yêu mình cả. Đừng buồn mà. Hả? Sao không bảo mình đưa khăn cho? Yêu ơi, khăn nè. Cảm ơn bạn. Bạn tử tế quá đi. Giữ đi, bạn cần nó hơn mình mà. Mình bảo cầm lấy. Để mình yên đi. Bạn ấy tốt quá. Ba ơi, ba có ở đây không? Ô không, quay lại thì hơn. Bạn ấy làm gì ở đây vậy? Đang ngủ à? Xem thử mới được. Này, bạn ngủ à? Tuyệt, thật sự ngủ rồi. Đang làm không được ngủ nha. Bạn có biết không? Thấy diện mạo mới chắc sốc lắm đây. Ready ngôi sao. Ồ, cái này sẽ hot nè. Phải đăng mới được. Hashtag DJ Freddy. Ba, mời cô, con à. Gặp con ba vui quá đi. Bạn tốt mãi mãi.